chuyện ăn nhậu thì đâu đâu cũng có, nhưng mời màng thì khác có các bạn ơi. Tùy tinh thần tùy sở thích mọi nơi, chân miệng tay tươi đi cây nhà lạ vườn những đụng chơi tới bên. Vô đây xin mời anh em mang thử món cá điện chiên xả thơm lừng. Còn món này là cá chẽm chừng nghe tường, phải cuốn gạo thơm với đá thịt chung vào. Nếu cá sốt cà rửa cay với đồ thì có cá vị cá đối chiên giòn. Tỏi ớt hành tây bột ngọt chút đường, ớt xanh thêm vào hương vị mới mê đi. Chưa đâu còn nhiều món chèo và nấu món ăn chung với các loại rau đồng. Cố sắc cố khoai cố đuối trộn xoài, món cá làm mồi thì nhậu ra không thôi. Nào chúng ta ăn đi một cái cơm nướng mực xào của gặp ta sướng này. Hãy sẵn bắt vào còn sống còn tươi, lẩu thái cho cay mà nấu phải nước dừa. Tiếp nhậu miệng tây không cạo luôn mì gì, nhà có bấy nhiêu tự bắt tự đồng. Như món nghêu sò sa tế nướng hành, vừa giấc dễ làm lại chế biến nó nhanh. Sở thích miệng tây phái mọi ngon uống rượu, phú lệ bến tre cà mau chuối hộp. Tốt lốt ăn rang vũ sen đồng tháp, ai thích tôi nào tôi đã ứng ngay luôn. Còn nói về bia thì không phải của mình, nhưng phối hợp mời tôi tin cũng ok. Mẹ bạn anh em ta uống hết cái đế này, mình nổi bia với mời tôi như lập tăng hai. Mỗi người một gia thôi ra vô cạn coi nào, mắm ba khía ăn vào vừa chua vừa cay mà vừa mặn. Hào sống thì bồ tạc cái xanh, còn nếu ai muốn dùng thêm ma món thịt chẳng ở sau nhà mày với dịch. Tiếp canh hấp hành luộc xả nướng chào, nhích nước gì gì tam thảo tứ lùng. Uống đủ hai bia mà chọn mồi phải hợp, muốn thơm thức ngon thì đừng quên ma nước chấm mà. Dù cá nướng thì phải có mắm thịt, dù cho thằng cá ê chè nhưng con không bằng mà tình nghĩa để huynh. Có khi quý mến thật lòng mà tình cảm mới thăng qua. Xin hát ạ, xin cảm ơn những cành hoa của quan khách ạ.